Đây là một chiếc tàu dầu của Hàm Luông rất là lớn luôn. Vàng. Tàu dầu này đang vượt qua cầu dây Chợ Gạo và về Long An. Tàu dầu này của Sài Gòn. Tàu lớn. Ra mặn nước 3 mét. Và phía trước là một chiếc tàu dầu nhỏ hơn vừa chạy về hướng Dàm Kỳ Hôn. Tàu dầu này cabin rất là lớn luôn các bạn. Tàu dầu này của Bình Thuận quá lớn luôn, đóng 2018. Em quay hướng này hơi chán lắm. Và đây có một chiếc xà lan của Phước Long rất là lớn luôn các bạn, chở rất là nhiều thùng hàng, 5 thùng chiều ngang luôn, chiều dài 5-6 thùng luôn các bạn, vừa đến cầu dây Chợ Gạo nè. Và chiếc xà lan lớn này là của Sài Gòn luôn các bạn. Mặt nước 4,2 m. Này, vừa qua cầu dây Chợ Gạo luôn nè. Rất là lớn và to luôn. Ôi, thường những thùng hàng vừa lọt qua cầu dây luôn. Thường thường những chiếc xà Sài Gòn này rất là lớn, mà nước lớn nhiều là không, những chiếc xà lan này không có chạy qua các bạn, khi mà nước lớn không vừa vừa thôi những xà lan này mới lọt qua. Và đây chiếc ghe sắt chạy rất là lẹ luôn. Và chiếc xà lan này vừa cầu Chợ Gạo qua những khúc cua nè, đang chạy về Rạch Kỳ Hôn và về sông lớn các tỉnh miền Tây là sông Tiền các bạn. Và chiếc ghe chạy tẹ luôn. Và đây có một chiếc xà lan chở đá của Vĩnh Long các bạn. Giờ em ngồi ở hướng bờ kè của Bình Phan này, nhìn lên nó tối quá. Và đây là có chiếc xà lan. Xà lan này được từng như mẫu xà lan này cho cát. Quá, chạy xấy nước trước mũi luôn, rất là đẹp luôn các bạn. Và đây một chiếc xà là lan chở đá mà có cái xuồng ba lá sao rất là đẹp.
Và đây là chiếc xà lan cám này của là Tiền Giang luôn các bạn, đang chạy hướng Long An. Chiếc tàu dầu của Kiên Giang. Phía xa xa đó có một chiếc tàu dầu và một chiếc xà lan chở thùng hàng container anh vừa qua khu kho của tỉnh Nhật Bản xuống dưới cảng Chợ Gạo các bạn. Và đây có một chiếc xà lan chở cát nữa các bạn. Đó, một chiếc à. Chở thùng hàng container nữa nè, chở hàng rồi và chở cát rồi, chạy hơi chậm. Hôm nay vào buổi trưa mà nước lớn nè, nửa dòng sông nha. Rồi những chiếc xà lan chở hàng xuôi ngược qua lại là từ từ hơn nửa dòng sông, là rất là nhiều xà lan chạy. Còn vào nước rộng thì xà lan ít có chạy kịp chỗ bỏ hàng cho nên chạy. Em thường thường em quay là em canh những khi nước lớn các bạn, thì có những chiếc xà lan chạy trên kênh Chợ Gạo rất là nhiều. Em ở chỗ này ở dưới bờ kè nhà em quay lên cũng hơi cháy nắng, hơi tối, khán giả thông cảm cho em nha. Ở đây chiếc xà lan cát nè, có hai cái anh này xúc cát. Chiếc xà lan chở thùng hàng container này của Long An các bạn, chở cũng nhiều thùng nhưng mà chắc không có đều. Container chở những thùng hàng, một cây máy bơm nước cái hầm rất là mạnh. Em Hồng Hạnh miền Tây rất là cảm ơn những cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh của Hồng Hạnh miền Tây và ủng hộ em trong thời gian qua. Rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem.
Đây là cầu dây, xong những chiếc xà lan này chạy qua lại là xa xa là cầu chợ gạo lớn của Tiền Giang ở miền Tây các bạn. Ở chợ gạo em có hai cầu, cầu dây thì nhỏ, còn cầu chợ gạo lớn là lớn nằm phía ngoài. Nhiều xà lan lâu xuôi ngược ở trên nút cua của thạch đầm Quỳ Hôn chạy xuống cầu dây chợ gạo các bạn. Xà lan này chở cát này, đang của Bến Tre, đang chạy về hướng Bến Tre luôn các bạn. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video Hoàng Hạnh miền Tây. Em xin hẹn gặp lại những video tiếp theo.